Lai đón nhận tin vui giữa báo dư luận. Lời khai của nghi phạm 16 tuổi lâm tử vong thiếu niên 13 tuổi. Khởi tố đối tượng cọp vùn nổ súng súng đồng thành phố Lộc Khánh. một người phụ nữ bị đánh giá ma nữ Hà Nội đã bắt được kẻ hành nghe Nghệ An một nhân viên trường học bị bắt vì dâm ô nữ sinh lớp 9. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin trên kênh YouTube Sơn Việt cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự trên cả nước. Mở đầu bản tin hôm nay tiếp tục là những thông tin xoay quanh cơ sở tỉnh thất Bồng Lai. Mặc dù đang vướng vào hàng loạt lùm xùm, nhưng tỉnh thất Bồng Lai vẫn đón nhận tin vui, còn người sống trong tỉnh thất vẫn tỏ ra vô tư bất chấp búa rìu dư luận. Tỉnh thất Bồng Lai trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian qua. Liên tiếp trong những live stream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng lên sóng tố cáo ông Lê Tùng Vân và những người sống ở nơi đây có quan hệ huyết thống nhập nhằng. Bên cạnh đó, đứa CEO còn cho rằng họ trục lợi trên tiền từ thiện, lừa dối dư luận. Trong diễn biến có liên quan, hôm mùng 7 tháng 11, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh Long An cũng cho biết, công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, làm rõ những cáo buộc về tỉnh thất bồng lai. Trao đổi với báo Người lao động, ông Nguyễn Văn Nuốt chia sẻ, "Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo xử lý đã cơ bản rồi." Hôm đó, nghe thông tin bà Hằng, Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương đến tỉnh thất Bồng Lai, chúng tôi đã xuống xử lý. Mới đây, đại diện của tỉnh thất Bồng Lai Hoàn Nguyên đã trả lời báo chí, khẳng định nơi này không sống dựa vào tiền từ thiện. Họ chưa từng kêu gọi quyên góp cho các bé. Chỉ là sau chương trình thách thức giành hài, các bé được nhiều người mến mộ, nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube, ai thương thì người ta cho thôi. Mặc cho hàng loạt ồn ào tìm đến, tính thất bồng lai vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Thậm chí vừa qua còn có tin vui đến với những người sống ở đây. Cụ thể, theo số liệu của Social Blade cho biết, trong 30 ngày qua, lượng người theo dõi kênh năm chú tiểu nhóm bồng lai đã tăng 25%. Bên cạnh đó, lượng views cũng tăng 34,9%. Như vậy, số tiền tỉnh thất bồng lai thu về được mỗi tháng có thể lên đến 7,2 nghìn USD đến 115,5 nghìn USD. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là số liệu tham khảo ở nước ngoài, còn tại Việt Nam, con số thực sự có thể thấp hơn rất nhiều. Trước đó, hồi đầu tháng 11, kênh youtube năm chú tiểu nhóm Bồng Lai đã đạt thành tích 2 triệu lượt theo dõi. Những người sống tại đây thông báo thêm, kênh youtube phụ của mình cũng sở hữu hơn 100.000 lượt đăng ký, có nút bạc sau khi thành lập không lâu. Được biết, hiện tại tính thất Bồng Lai có thu nhập chính từ 4 kênh youtube, hàng tháng kiếm được khoảng 200 triệu đồng. Thời kỳ cao điểm, số tiền có thể nhiều hơn. Kênh youtube của năm chú tiểu chủ yếu đăng tải các clip dàn dựng, truyền tải những câu chuyện hậu trường, việc làm hàng ngày của các bé. Có thể thấy, dù gặp nhiều rắc rối trên mạng xã hội, nhưng sức hút của tính thất bổng lai chẳng những không suy giảm mà còn tăng cao. Những ồn ào thời gian qua, vô tình chung lại giúp họ tăng độ hot, gây được nhiều chú ý hơn. Thưa quý vị, một vụ ẩu đả gây chết người vừa xảy ra tại phường Quê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nghi phạm chính gây ra sự vụ là Phan Văn Hát, 16 tuổi, chú ở phường Quê Mỹ, theo lời khai, hát đã lỡ tay dùng dao đâm một thiếu niên 13 tuổi trong quá trình hai bên gặp mặt tại một quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã lấy lời khai ban đầu, tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan vụ hai nhóm ẩu đả khiến một thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với công an quận Cẩm Lệ và công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ nghi phạm Phan Văn Hát, 16 tuổi, chú phường Khuê Mỹ, Tại cơ quan điều tra, Hát khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do mâu thuẫn từ trước, nên trưa ngày 12 tháng 11, hai nhóm thiếu niên, trong đó có Hát và nạn nhân NTD, 13 tuổi, chú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều, hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế, quận Cầm Lệ để giải quyết. Sau nhiều lần khiêu khích, hai nhóm bắt đầu động thủ. Lúc này, NTD sử dụng một cây dao tự chế cán dài để đuổi chém Phan Văn Hát. Trong lúc rượt đuổi, đê bất ngờ làm rơi cây dao, mất hung khí đê bỏ chạy ra đường để thoát thân nhưng vẫn bị nhóm của hát đuổi kịp thất thế đê la vào ôm chặt hát khiến hát cũng bị té ngã trong lúc hoảng loạn hát rút dao bấm đâm đê hai nhát khiến thiếu niên 13 tuổi gục xuống đường tử vong tại chỗ gây án xong hát trở về nhà ở phường quê mỹ cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được hung khí gây án là một con dao bấm tại nhà nghi phạm khám nghiệm tử thi, công an xác định đệ chết trong tình trạng bị hai vết thương ở cổ và hai vết thương ở hông. Ít ngày trước, chúng tôi có thông tin vụ việc một người đàn ông ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai dùng súng cố thủ trước áp lực vây bắt của cơ quan chức năng. Người đàn ông này là Lê Hoàng Anh, 35 tuổi, có biệt danh là Cọp, đã chính thức bị công an khởi tố để điều tra ít nhất 3 tội danh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh. Theo điều tra ban đầu, Hoàng Anh đang bị điều tra về hành vi dâm mô trẻ em thì bỏ trốn. Sáng mùng 7 tháng 11, Công an kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, phát hiện Hoàng Anh có dấu hiệu bất minh, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Y lập tức lấy khẩu súng bắn dài, khống chế một người dân rồi chạy về xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc nhận tin báo, công an huyện Xuân Lộc tổ chức vây bắt, thì Hoàng Anh dùng súng khống chế em ruột lên xe tải, yêu cầu trở ra hướng xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh. Khi bị vây bắt, đối tượng này chạy vào nhà người dân cố thủ, dí súng vào một phụ nữ cướp xe máy. Người phụ nữ bỏ chạy và nhanh trí chốt luôn cửa, khiến hắn không thể ra ngoài. Thấy lực lượng công an bao vây, y dùng bình ga, bom xăng, uy hiếp cho đốt cháy ngôi nhà và đã bắn nhiều phát vào lực lượng công an. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một súng bán đạn trì, hai chai xăng tự chế. Hoàng Anh Khai đã đặt mua khẩu súng trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng. Trong khi đó, tại thành phố Hà Nội, lực lượng công an cũng đã bắt giữ thành công nghi phạm vụ tấn công người phụ nữ ở Thạch Thất. Đối tượng là Cấn Ngọc Phán, sinh năm 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất, bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Cấn Ngọc Phán, sinh năm 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Phùng Xá bắt giữ Phán khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, đối tượng này liên quan đến vụ xông vào nhà người phụ nữ đánh nạn nhân bất tỉnh, hôn mê, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó khoảng 15 giờ 30 ngày 9 tháng 11, công an xã Phùng Xá nhận tin báo về việc chị NTT sinh năm 1991 ở thôn Bùng, Phùng Xá bị đối tượng Cấn Ngọc Phán sinh năm 1992 cùng chú thôn Bùng hành hung dã man phải đi cấp cứu. Sau 3 ngày áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần theo dấu vết của Phán và bắt giữ đối tượng ở quận Đông Đa. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Tiếp nối bản tin hôm nay là thông tin về phiên xét xử sơ thẩm một cựu lãnh đạo từng giữ chức ở tri cục trưởng cục thi hành án dân sự nhưng nay lại đang phải đối mặt với bản án lên đến 16 năm tù. Tòa nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đinh Văn Công, cựu tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự quận Ô Môn, 16 năm tù; Nguyễn Thị Huyền, cựu kế toán trưởng kiêm thủ quỹ cơ quan này, 15 năm tù cùng về tội tham mô tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Công đã chỉ đạo Huyền, kế toán trưởng kiêm thủ quỹ đơn vị, từ năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, lập hai hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài sổ sách để theo dõi riêng các khoản thu tiền THA và chi cá nhân nằm tránh bị phát hiện để tham mô tài sản. Cụ thể, Công và Huyền đã chiếm đoạt hơn 606 triệu đồng tiền bán đấu giá tài sản thi án của công ty trách nhiệm hạn An Khang để thi hành án cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1,35 tỷ đồng của công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ, chuyển trả nợ cho công ty cổ phần Việt Nam Mô Cần Thơ. Cả hai còn tiếp tục chiếm đoạt 35 triệu đồng tiền tạm ứng chi phí khứng chế, kê biên tài sản trong bốn vụ thi hành án khác. Tổng cộng, công và huyền đã tham ô gần 2 tỷ đồng. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên khắp các tỉnh thành đã liên tục điều tra và triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc cá độ với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ở thành phố Vinh Nghệ An, cơ quan công an cũng vừa phá thành công hai đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 24 tư đối tượng. Hai đường dây cá độ bóng đá này đã sử dụng số tiền 1.500 tỷ đồng để thực hiện hành vi phạm pháp. Công an thành phố Vinh Nghệ An vừa phá thành công hai đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt 24 đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Theo điều tra ban đầu, chỉ trong vòng 5 tháng, hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng này đã sử dụng số tiền 1.500 tỷ đồng để tham gia đánh bạc. Trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, Công an thành phố Vinh xác định đường dây cá độ bóng đá này có quy mô rất lớn, giải khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước, với sự tham gia của nhiều đối tượng và số tiền đánh bạc lên đến cả ngàn tỷ đồng. Qua theo dõi, ban chuyên án xác định Nguyễn Trọng Linh, sinh năm 1990, chú xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, là đối tượng cầm đầu đường dây này. Ngoài ra, có hàng chục đối tượng là đại lý cấp 1 của Linh. Cụ thể, Nguyễn Trọng Linh quản lý tài khoản tổng cá độ bóng đá tại Nghệ An và điều hành đường dây đánh bạc trên trang bóng 88. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 14 tháng 10, công an thành phố vinh đã huy động nhiều tổ công tác phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lực lượng công an đã bắt giữ 14 đối tượng thu giữ nhiều tăng vật đến ngày 11 tháng 11, công an thành phố Vinh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tất cả 24 bị can về các tội danh trên. Hiện chuyên án đang tiếp tục được công an thành phố Vinh điều tra mở rộng liên quan đến bê bối từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, lãnh đạo huyện Lệ Thủy Quảng Bình cho biết chưa thể giả soát, thống kê đầy đủ số tiền được đoàn ca sĩ hỗ trợ năm ngoái do số lượng người, số tiền mặt hỗ trợ cụ thể bao nhiêu, rất khó để thống kê chính xác. Qua trao đổi, ông Đặng Đại Tình, chủ tịch ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay các địa phương trên địa bàn vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ việc giả soát, thống kê hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nguyên nhân do đoàn nữ ca sĩ không thông qua Ủy ban Nhân dân huyện mà trực tiếp về các xã trao cho người dân nên huyện chỉ cử cán bộ trong ban dân vận dẫn đường. Ngoài ra, số lượng người, số tiền mặt hỗ trợ cụ thể bao nhiêu không thể thống kê chính xác. Một cán bộ ban dân vận huyện Lệ Thủy cho biết, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đến 7 xã của huyện Lệ Thủy gồm Sơn Thủy, Liên Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy trong hai ngày để trao quà hỗ trợ cho người dân đoàn ca sĩ thủy tiên có liên hệ với các xã trực tiếp trao cho người dân tại một số vị trí tập trung chúng tôi không nắm rõ được số tiền cụ thể vị cán bộ nói trong khi đó ông dương công nhân chủ tịch ubnd xã lộc thủy huyện lệ thủy cho biết khoảng một tháng trước xã đã có báo cáo gửi huyện về số tiền đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Đoàn ca sĩ có liên hệ lập danh sách hộ dân bị ngập nặng và phát phiếu. Do toàn xã có 1.232 hộ dân đều bị ngập nên xã lập danh sách, phát phiếu. Khi đoàn về, đã phát hỗ trợ cho mỗi hộ dân 3 triệu đồng, ông Nhân nói. Theo ông Nhân, đoàn ca sĩ có 6 người. Trong thời gian ngắn, họ đã phát ủng hộ xong cho người dân trên địa bàn và di chuyển đến xã khác. Huyện sau đó có văn bản triển khai việc này về các xã. Tuy nhiên, kết quả đến nay chưa đảm bảo yêu cầu Bộ Công an. Cuối bản tin hôm nay là thông tin về một vụ bê bối khác xảy ra tại trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2, tỉnh Nghệ An. Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ gửi viên kiểm sát nhân dân cung cấp để khởi tố ông Nguyễn Tiến Nhân, 50 tuổi, chú xã Nam Trung về tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Trước khi bị bắt, ông Nhân là nhân viên thiết bị của trường Trung học phổ thông Nam Đàn 2, bị nghi có dấu hiệu dâm ô với nhiều nữ sinh trong trường. Thượng tá Cao Văn Tám, trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ gửi viện kiểm sát nhân dân cung cấp để khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Nhân, 50 tuổi, chú xã Nam Trung, về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước khi bị bắt, nhân đang là nhân viên của thiết bị trường Trung học phổ thông Nam Đạn 2. Nạn nhân trong vụ án là một nữ sinh đang học lớp 9. Theo lời kể của nạn nhân, chiều ngày 7 tháng 11, em đang nấu ăn trong nhà thì ông Nhân đến. Trước đó, ông Nhân đang uống rượu bên nhà hàng xóm của em. Ông ta hỏi bố em đi đâu, sau khi biết em ở nhà một mình thì đưa ra tờ 200.000, bảo là quà 20 tháng 10, bây giờ mới có dịp tặng cho em. Nữ sinh 15 tuổi kể lại sự tình. Cũng theo nạn nhân, dù em một mực từ chối nhận nhưng ông nhân vẫn cố tình rú tiền. Nữ sinh sau đó bị thực hiện hành vi ô dâm, cô bé đã vùng vẫy mà may mắn được thoát ra ngoài. Có thông tin, ông Nhân từng nhiều lần thực hiện hành vi tương tự với các nữ sinh trong trường nhưng chưa bị phản ánh. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là những thông tin về tình hình an ninh trật tự của chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay kênh youtube dân việt sẽ tiếp tục mang đến những tin tức mới nhất nóng nhất trên cả nước rất mong nhận được những cái đóng góp của quý vị khán giả còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại